Người bạn anh nhé, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi sẽ ăn liền anh nhé. Wow. Ngon không? Ngon. Ngọt không? Ngọt. Còn nhiều nè. Mời các bạn cùng ăn nhé. Ngon. Ngon. Nhìn hấp dẫn ha. Món xôi hồi nãy luôn nè. Wow. Raspberry món xôi. Tôi đây không chờ bạn nữa, rồi tôi sẽ ăn liền anh nha. Ăn luôn. Nào, em qua đây em bị sâu nó ăn nè. Trời ơi, bị sâu nó ăn hai đầu luôn. Ướt. Mưa ướt. Thắt mưa luôn à. Nó quá chín luôn kìa. Ngon nè. Quả đây ngon nè. Ngon. Ok, ăn một trời nha. Ngon. Ngon nha. Ngon. Ngọt tuyệt vời luôn. Còn này thì chưa chín nè. Còn này dâu Nhật Hà Na nè. Đây, quả bạch tuyết. Ồ, bạch tuyết, bạch tuyết đây, quả đây mới đẹp nè. Còn này mới chín hơn nè. Vô, ăn đó. Vô. Ăn nó xem quả ngọt không. Ngon. 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 Quả này xanh nè. Nó khổng lồ nhưng mà còn xanh. Ngon thử kìa. Giòn lắm. Giòn. Giòn nhưng mà không. Ngon. Quả bạch tuyết. Quả này xanh nè. Nó lại có xanh, có xanh tiếp. Yo. Mời bạn ăn nha. Mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi sẽ ăn liền anh nha. Khỏi đây ngon á, khỏi đây ăn ngọt á. Ngọt không? Ngọt. Vô, quả này thơm, thơm lắm. Ngon. Mời các bạn cùng ăn nha. Ngon, phải ngọt không? Rồi, quả cuối cùng. Quả cuối cùng đây. Quả cuối cùng đây. Quả cuối cùng. Mời các bạn cùng ăn nhé. Tôi đây không chờ bạn nữa, rồi tôi ăn liền anh nhé. Quả này ngon á. Quả này ngon đó bắp. Quả này ngon đó bắp. Ngon không?